Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì đang xuất hiện trên đường từ khu phía trong dân cư cũ đi ra khu đô thị Chợ Gốc. Hướng tiếp theo đi là về trung tâm thành phố. Ngày nào thì cũng đi quay khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi mọi người. Thì hôm nay trò chuyện với chú hơi lâu quá ở trên trong kia, nên bây giờ cũng không quay được máy đâu, mình trở về. Thì sẽ chạy cái con đường phía trong Đại Phú Gia này ra đến vòng xoay Đại Phú Gia thì sẽ rẽ bỏ Nguyên Giáp và đi về. Đây là con đường hình ảnh á, thì cảm giác nó rất là đẹp luôn, rất là thơ đấy. Mùa lá rụng nữa kìa, thì mấy cái gò này nhìn nguy hiểm chịu trời. Nó nhiều khi đi cái làng bên trong mà không chú ý ấy, nó xây là xây cái địa điểm đổ xe, nhưng mà nếu mà mình lỡ mình chạy bên trong mà mọi người đi nhớ chú ý nha, nó có những cái gò đột biến ở bên ngoài này mình không biết á. Rất là đẹp. Giờ mình sẽ rẽ qua bên này đi về quen quý thầy. Tính ra hôm nay đi quay phim thì gạch là nhiều sự kiện á, xanh hết, đi đổ xanh bị giá cao, vô kia bị chó đuổi đấy đó, rồi kiểu nhiều chuyện là bị người ta không có quay được đầy đủ để video cho anh em xem. Trời ơi, ta nói trong là hôm nay là về mặt nhận thức ấy, thì là nó không có gì phải đáng nói, vì mình trò chuyện với người lớn tuổi, những cái không gian khác, những cái bối cảnh khác, nên nó giúp mình mở mang thêm kiến thức. Thế nhưng mà mặt hiệu ứng video thì nó lại không nhiều đấy, thì nó có cái hạn chế và cũng có cái điều được mắc riêng cho một cái sự kiện, thì để đánh giá lại như vậy. Anh làm cho em.